Minh Đường Tử vi xin kính chào các bác, cô chú. Chúc các bác, cô chú vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bác, cô chú đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, chi tiết về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe, mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp các bác, cô chú thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 6 âm lịch những người tuổi nhâm dần mệnh kim bạch kim tâm tính thường cô độc ít hòa hợp người thân họ có vẻ mặt lạnh lùng tác phong quả quyết dứt điểm và rất cứng rắn bản lĩnh trong cuộc sống và công việc họ thường xử lý dứt điểm luôn vượt qua mọi sóng gió thử thách khí kim lạnh lùng sát phạt tiêu điều nên tâm lý của họ ít hợp người thân sống khá cô độc thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm từ lúc còn nhỏ người tuổi nhâm dần mệnh kim bạch kim đã là những đứa trẻ khá bướng khó uốn nắn dạy dỗ thường mất nhiều công sức của thầy cô khi trưởng thành họ thay đổi nhiều, sống nội tâm, thích suy nghĩ hơn nói chuyện, bộc bạch khi đã làm việc thì họ quyết đoán, mạnh mẽ, cương nghị. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi nhâm dần trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Người tuổi nhâm dần 1962 có mệnh kim bạch kim là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc nữ giới tuổi nhâm dần tính cách rất nhiệt tình song nam giới lại có phần khác biệt trong nóng ngoài lạnh họ cũng có phần nữ tính do dự không quyết đoán bốc đồng xong không dám chịu trách nhiệm nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng các bác tuổi nhâm dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm tinh thần nghiêm túc làm ra làm chơi ra chơi họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà căn nhà là thánh địa của gia đình họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi nhâm dần cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Vì thế mà muốn có sự đột phá thực sự e rằng khó. Trong công việc, các bác cần phải cố gắng để làm việc tốt hơn, chớ nên để cho tinh thần sa sút bởi những thất bại trước mắt. Công việc có lúc này lúc khác, song nếu kiên trì, quyết tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân song nếu suy nghĩ bi quan tiêu cực thì chưa chắc các bạn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh các bác tuổi nhâm dần nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ có vậy thì cuộc sống của các bác mới dễ thở mới đón được thêm nhiều điều may mắn nhâm dương thủy gặp ất âm mộng nên được gọi là chính ấn nghĩa là bản thân được sinh dưỡng nuôi dưỡng đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi nhâm dần nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt tới sẽ có tài lộc sự phát triển tốt đang chờ đợi các bác ở phía trước để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở các bác tuổi nhâm dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp Vật phẩm đã được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú theo tuổi của các gia chủ nhâm dần sinh năm 1962 để có thể phát huy được công năng phong thủy tốt nhất. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi nhâm dần qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Người nhâm dần sinh năm 1962 là những người cả đời vật chất không thiếu, thường được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát. Đối với hầu hết những người nhâm dần, may mắn cho sự nghiệp có thể lững lờ đi ngang nếu các bác là một nhâm dần tự làm chủ may mắn trong sự nghiệp của các bác có thể còn tồi tệ hơn tháng này môi trường thị trường không được tốt lắm và công ty của các bác có thể có một loạt vấn đề sẽ cần giải quyết kịp thời nếu các bác đang điều hành một doanh nghiệp hợp tác với những người khác các bác nên cẩn thận để ngăn chặn bên kia chạy trốn và tự mình kiểm tra các tài khoản đặc biệt thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi nhâm dần nên mang bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong thời gian này. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu cắt lành, may mắn và cắt khí quý nhân giúp sự nghiệp của các bác được hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Người tuổi nhâm dần trong tháng 6 âm lịch này nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa thực sự như ý, có nhiều chuyện xảy ra công việc kém suôn sẻ bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập cho mình ngoài thu nhập giảm mạnh các bác tuổi nhâm dần cũng cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong tháng này các bác nên quản lý các vấn đề tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của các bác vào một dự án duy nhất mà phân tán để giảm thiểu rủi ro khi các bác đi ra ngoài đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình hoặc các bác có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy gia cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần ngọ tất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bạn từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi nhâm dần 1962 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 6 âm của các mệnh chủ nhâm dần chẳng được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được một đống hỗn độn đang chờ đợi các bác. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương cũng chính vì thế mà giữa hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích chứng minh tình cảm của mình khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt tuy nhiên dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ người ấy sẽ là hậu phương vững chắc luôn chờ đón các bác mỗi ngày bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn càng dồn hết tình cảm cho đối phương mối quan hệ vì thế mà nâng cấp nhanh chóng Đặc biệt thầy gia cát khuyên các bác tuổi nhâm dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, dần ngọ tất năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh các bác. Đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của các bác tuổi nhâm dần sinh năm 1962 có thể hơi xấu. Một khi các bác bất cẩn, có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, các bác nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu các bác đang đi ra nước ngoài, các bác nên hoãn lại. Nếu các bác mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các bác tuổi nhâm dần 1962 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác nhâm dần 1962. ba Ngày Cát Lành và Ngày Đại Kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi nhâm dần tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất tiệt sửu. Đối với người tuổi nhâm dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày.

đây là ba ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi nhâm dần trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để các bác tuổi nhâm dần tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc Thứ nhất là ngày âm lịch 5 tháng 6 năm 2021, tức ngày 14 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 6 năm 2021, tức ngày 26 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 6 năm 2021, tức ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là đinh hợi, có nạp âm là ốc thượng thổ. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.